Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Giờ thì mình đang ở đây, suýt nữa bay hút rồi. Mình đang đi tới chỗ của vị pháp sư bán cho mình quyển sách nâng cấp lên Master á. Mình đang luyện cái cây gậy bên hệ ma thuật nè, cũng như là gậy sấm sét. Ôi, nó lên luôn rồi cơ. Luyện hai cái gậy này cho nó lên Master ha. Và cũng gần xong rồi. Hồi nãy lúc mình coi á, là nó còn một đoạn chút xíu nữa là lên Master rồi ha. Đây rồi. Hai cái gậy của mình đã lên đủ để lên Master rồi ha. Giờ thì mình chỉ cần ghé vô đây để mình mua quyển sách nâng cấp thôi. Một quyển. Mua hai quyển. Đây, hai quyển nha. Vậy là được rồi, có cái bàn ở đây, mình sẽ sử dụng để nâng cấp lên Master luôn ha. Đó, một cây gậy sấm sét Master. Một cây gậy pháp sư Master nữa. Hai cây gậy lên Master trong một ngày luôn. Quá xá đã. Vị pháp sư này còn bán cho mình thêm món đồ gì nữa này? Ui, mấy cái sách này thì thôi, không mua đâu. Giống yêu à, cấp tập sự nữa chứ. Thôi, cảm ơn vì đã bán hai quyển sách Master nha. Còn giờ thì mình sẽ về nhà để học nốt số phép hôm qua mình kiếm được cái đó. Ôi, rồng mình đâu rồi? Em không? Where are you? Em đâu rồi? Cho anh cưỡi về nhà nào. Trời ơi. Cho cưỡi đi tới đây không cho cưỡi về nhà là giận luôn á. Những cái phép bữa nay mình học thì chắc mình sẽ ép vô một cây gậy khác đi. Mấy cây gậy này thì mình đã ép những cái phép chuyên dụng rồi, nên mình sẽ không ép lung ta lung tung vô nữa. Mình sẽ ép vô cây gậy Master thường của mình nè. Đó, ép vô gậy này ha. Hôm qua thì mình có được cả đống sách phép luôn. Để bây giờ mình sẽ coi. Mình sẽ test từ tập Apprentice nè. Có Master luôn nha. Quá đã luôn. Đủ chưa? Đủ 5 phép rồi nè. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, giờ thì ép vô thôi. 5 quyển. Đó. Quá dữ luôn, không biết 5 phép trong ngày hôm nay test nó sẽ có sức mạnh gì nữa. Hồi hộp quá đi. Và tranh thủ đây mình sẽ ép cái phép Black Hole vô đúng cây gậy mà hệ của nó luôn á. Như vậy thì sát thương của phép Black Hole sẽ đạt mức tối đa luôn á. Rồi, giờ thì ra ngoài và test 5 phép mới trong ngày hôm nay thôi. Để một xíu còn sử dụng để đi khám phá nữa. Giờ thì phép đầu tiên. Test phép Master đầu tiên là phép triệu hồi ra phượng hoàng lửa. Đây là phép triệu hồi hệ lửa thứ, hình như là thứ hai của mình. Lần trước là triệu hồi ra kiến lửa, lần này là triệu hồi ra phượng hoàng lửa luôn. Quá đã ha. Coi đọc đây. Mình sẽ đọc coi phép này nó có ghi chú gì thêm không. Nó ghi đúng một câu ngắn gọn luôn. Đó chính là From the Ash, kiểu như là đến từ một cái đống tro tàn ha. Phượng Hoàng là có sự tái sinh mà ta. Cũng đúng. Không biết Phượng Hoàng sẽ mạnh như thế nào ha. Một xíu đi khám phá thì chúng ta cùng nhau kiểm chứng sức mạnh của Phượng Hoàng lửa sao. Còn giờ thì test tiếp những phép còn lại nào. Trời ơi, đã thiệt luôn á. Ui vô, cái gì vậy? Ui, test phép gì mà nổ ghê vậy? À, phép tiếp theo cũng liên quan tới lửa luôn. Đó chính là phép kháng lửa. Nó sẽ cho mình hiệu ứng kháng lửa đâu cỡ 25 giây ấy. Rồi nha, biết hai phép rồi đó nha. Tiếp tục. Phép thứ ba là phép Wither. Nó sẽ gây ra hiệu ứng Wither khi mà mình tấn công mục tiêu ha. Cái phép này kiểu như làm cái địch chết từ từ á. Cũng khá là mạnh đấy. Và phép thứ tư. Gì? Nothing happened. Không có gì hết là sao? Ủa? Mình đã test được phép thứ tư rồi. Đây là phép cổ xưa nha. Nó có tên là Mastering. Tức là khi mình tấn công con nào thì con đó sẽ lập tức biến thành tí hon luôn. Ghê. Vậy cũng được nữa hả? Mình làm một phát con zombie thành zombie tí hon luôn. Con bò thì sao? Nè, con bò cũng thành con bò tí hon rồi nè. Tôi còn có 3 máu à.
Quá đã luôn á. Hôm bữa là mình biến tí hon, bây giờ là mình có thể cho con khác biến thành tí hon luôn. Quá ghê gớm. Cù cũng vậy. Ủa con này con bò mà quên mất. Ồ. Không biết rồng thì sao nhờ. Liệu rằng mình có thể dùng cái phép này lên rồng hay không. Thử cái ha. Đây đây có con rồng đang ngủ nè. Ê, mình có thể biến rồng thành tí hon luôn này. Đỉnh thiệt. Wow, đây đúng là phép thuật cổ xưa rồi. Quá là ghê gớm luôn. Đỉnh 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 đỉnh. Và phép cuối cùng. Phép cuối cùng trong ngày hôm nay nào. À, nó có tên là Healing Skill. Tức là mình sẽ tạo ra một cái vòng này. Khi mình bước vào thì nó sẽ hồi phục cho mình ha. Ôi, cái gì đây? Còn không biết nó còn ghi chú gì nữa không ta? Còn... À, những con cái con như là zombie các thứ đồ á, thì khi bước vào nó sẽ mất máu á. Đây, mình sẽ test thử coi. Đó. Cái này là hồi phục cho mình, nhưng mà zombie thì lại mất máu nha. Hợp lý thiệt sự luôn. Bữa nay mình học được phép kiểu như là biến kẻ địch thành... Tí hon thì trong tương lai chắc cũng có phép biến cái địch thành khổng lồ ấy. Cẩn thận nha. Lớn ớ 11 mình biến cái địch thành khổng lồ là quýnh hết lại người ta luôn á. À, và bây giờ thì mình đã tới cái dungeon hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá rồi. Đó là dungeon kiểu như sa mạc ha. Mình có một ít cái chìa khóa của dungeon này nè. Hôm nay cùng nhau qua đó thôi. Cũng như là test phép mới luôn á. Đấy, khi sử dụng chìa khóa thì chúng ta sẽ kiểu như mở cánh cổng bước vào cái dungeon này. Wow, wow. Ui, chưa gì mà nó có cạm bẫy rồi kìa. Ghê vậy. Ồ, dưới đây, dưới đây. Bỏ hung à. Trong đây nhiều bỏ hung thế. Một xíu thì mình sẽ test cái phép triệu hồi phượng hoàng này ha. Coi coi, ui da, dạ. Coi coi nó có gây được nhiều sát thương hay không. Ui, chạy qua, chạy qua. Ui, để có mấy con... Xác ướp nè. Ui bậy quá trời quá đất luôn. Rồi kêu phượng hoàng ra. Thử coi sức mạnh của phượng hoàng lửa như thế nào đây. Phượng hoàng lửa phun lửa đi. Ôi phượng hoàng lửa phun lửa không xi nhê mấy con quái này rồi. Phun lửa đi phượng hoàng lửa. Mấy con này nó kháng lửa hay sao ấy. Mình thấy phượng hoàng lửa phun lửa mà không có mất máu con nào luôn cơ. Chết luôn rồi. Thôi để mình tự kết liễu mấy con này đi. Nhờ phân quang lửa cũng không được à. Tự xử đi. Tốt nhất là mình tự xử đi ha. Rồi. À còn con sức ướp nữa. Cái con này rất là quan trọng luôn nha. Tại vì khi pha mấy con này á, thì nó sẽ cho mình chìa khóa để mở ra những cánh cửa tiếp theo ấy. Nên mình cần phải pha những cái con sắc ướp như vậy. Rồi giờ thì đi tìm cánh cửa nào. Ồ đây là tầng dưới sao nè. Wow, wow, wow. Tầng dưới cũng rất là đông nha. Tiếp tục triệu hồi phượng hoàng thôi. Lần này phượng hoàng hãy thể hiện sức mạnh đi. Giúp. À kìa 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 bắt đầu. À đấy rồi. Phượng hoàng bắt đầu phun lửa thôi kìa. Nhưng mà sao phun lửa yếu quá hả. Không có mạnh như mình tưởng tượng á. Đợi phượng hoàng mà phun lửa là mình quét sạch mấy cái đám này rồi đó. Ồ, phượng hoàng có vẻ khá là thích cái món bọ hung hay sao. À kìa kìa kìa. Đang phun lửa mấy cái con zombie sức ướp rồi kìa. Rồi phun lửa đi phượng hoàng. Bữa nay mình sẽ coi có sức mạnh như thế nào đây. Phun lửa nhưng mà dễ hụt lắm nha. Phượng hoàng phun lửa toàn hụt thôi. Phép lửa mình thấy nó có một cái bất tiện á, là rất là dễ bị khắc chế luôn. Chỉ cần cái con đó mà nó có khả năng kháng lửa là coi như là phượng hoàng lửa phế liền luôn á. Ồ, vàng ở đây thì mình không có lấy được. Tiếc quá, cái này cả đống đồ mà mình không có được đập nè. Rồi bây giờ mình sẽ có hai hướng đi ha. Một là bên trái, hai là bên phải. Mình sẽ đi bên trái đi. Đi bên trái trước. Coi coi như thế nào.
Ui cái này phải ba cô nghe, lọt dưới là bị dính mấy cái bẫy á. Rồi nó có một cái cánh cửa. Mình sẽ dùng chìa khóa để mở cánh cửa này ra ha. Mở cửa ra. Ui ui trong đây. Trong đây có nhiều bọ hung lắm. Tiếp tục mở cửa nè. Từ đợi bẫy nó thò xuống rồi đã. Mình đi qua nó đâm dính độc là mệt đấy. Thò xuống đi, thò xuống đi. Ui vẫn còn mấy con canh gác ở đây nè. Tranh thủ tiêu diệt bớt. Còn mấy cánh cửa vậy? Ui còn hai cánh cửa mà mình còn có một chìa khóa thôi. Hết chìa khóa rồi. No. Ui đây là căn phòng của mấy cái chỗ pha ra ông nè. À hên quá, ở đây có con mummy canh giữ. Có thêm chìa khóa luôn. Lấy chìa khóa mở cửa ra tiếp. Và mình đã tới căn phòng. Căn phòng xịn rồi. Đây là căn phòng trước cái rương nha. Và cái rương này nó không cho mình trứng rồng. Xui thiệt rồi. Nếu mà mình hên á là mình sẽ có được cái trứng rồng red này nè. Ừ, đã quá à. Cái này là có phải là rồng red hay không ta? Hay là cái này là cái tượng rồng red thôi? Mình nghĩ cũng có thể đây là cái tượng rồng red thôi á. Còn rồng red thì không phải như vậy đâu. Cố lên. Mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái dungeon giống như vậy để chúng ta thử nhân phẩm á. Biết đâu bữa nay hên tìm được trứng rồng mới thì sao? Trứng rồng trong công trình luôn á nha. Còn giờ thì mình sẽ thử lấy cúp mình đào coi. Nó không có cho mình lấy bất kỳ thứ gì trong cái dungeon này luôn. Mình muốn lấy lắm á. Toàn là vàng với rương không à. Mà không cho. Su cà na thiệt. Thôi đi ra. Cái vùng sa mạc này thì là nơi rất là dễ gặp mấy cái dungeon sa mạc đó ha. Nên mình chịu khó mình đi khám phá một xíu thôi. Hy vọng là vẫn gặp được ha. Mình còn chìa khóa này. Nên vẫn còn cơ hội đấy. Cố lên. Cứ từ từ mà tìm hiểu xung quanh địa hình đây thôi. Ồ, bên đây có làng mạc các thứ nè. Ồ. Đây rồi, đây rồi. Bảo sao nhìn chỗ này nó lạ lạ. Nó nhô nhô lên nghi rồi. Đây lại là một cái dungeon sa mạc tiếp theo nè. Thử nhân phẩm lần 2 nha. lần đầu có vẻ hơi xui đấy. Lần 2 để coi coi có tìm được cái trứng rồng red hay không ha. Bây giờ mình sẽ speedrun luôn đi. Kiểu như là khám phá công trình này nhanh nhất có thể luôn. Để mình có thời gian khám phá nhiều công trình khác. Vô. Đây là lúc để mình sử dụng cú hút sấm sét rồi. Mình có cú hút sấm sét rất là mạnh ha. Mình sẽ sử dụng nó để tiêu diệt hết cái bọn thằng lằn trong này. Này thì thằng lằn nè. Vô. Bước vô. Ăn bơm điện đi. Ăn bơm điện đi. Rồi quét xa ta. Còn tầng dưới nè. Này thì hết thằng lằn. Vô đây. Cú hút sấm sét. Cú hút sấm sét. Chọi bơm điện. Sau đó là cú hút sấm sét tiếp. Quá nhanh rút gọn để còn đi xuống tầng dưới này. Quét sạch luôn. Quấn cho mấy con này lên bờ xuống ruộng luôn. Kỹ năng mạnh nhất của hệ băng Ibash. Đấy. Kết liễu được một con rồi. Đóng băng con này. Tiếp tục. Mình luân phiên mình dùng mấy cái phép khác nhau ha. Rồi. Lượm chìa khóa các thứ nè. Rồi có vẻ xong rồi đó. Được mấy chìa khóa đây. Hai chìa khóa thôi. Hai chìa khóa thì vẫn chưa đủ. Ở tầng dưới nó cần 3-4 chìa khóa lận. 3 chìa khóa rồi nè. Cố lên, cố lên. Gần tới căn phòng à. Đây, vượt qua mấy cánh cửa này là tới chỗ chứa rương rồi đó. Ủa sao bị thiếu chìa khóa ta? Khoan, khoan, bị thiếu chìa khóa rồi. Không lẽ mình bỏ sót cái con xác ướp nào ta? À nè. Trời ơi, bỏ sót một cái chìa khóa ở trên à. Chút xíu nữa là nghỉ vô cái căn phòng chứa rương rồi. Phải đủ chìa khóa thì mình mới vô căn phòng chứa rương được.
Rồi, giờ thì lượm được cái chìa khóa bị đánh rơi rồi. Tiếp tục nào. Rồi, mở cửa này ra. Trong đây sẽ có một con mummy đúng không? Đúng, nó có con mummy đứng ngay cái cửa luôn kìa. Đấy. Rồi, rương trước mặt. À, là rương cấp 3 tiếp. Tại vì đây là chìa khóa cấp 3 mà. Lần này thì sao? Lần này thì có trứng rồng. Đây rồi. Này mình có điểm mà. Lần đầu thì hơi fail một xíu ha, nhưng mà lần hai thì khác biệt liền. Có ngay trứng rồng. Và khi lấy được trứng rồng thì mình có thể vậy là khi mình lấy được trứng rồng thì mình sẽ có thể lấy được những cái món đồ trong công trình này nha. Ra là vậy. Đây rồi. Hốt vàng thôi. Nhiều vàng như vậy thì mới mốt tha hồ mà mình mua đồ của mấy vị pháp sư bán gậy phép luôn. Quá đã. Cái đống đồ luôn nè. Lụm. À, cái tượng của rồng thì không có lụm được. Còn mấy cái này là lụm được nè. Đấy. Giàu to liền. Có được trứng rồng là thấy vui nhất rồi. Thôi, giờ thì chắc mình sẽ bye bye hai con rồng này ha. Đây là hai con rồng canh gác cái rương này á, nhưng mà tiếc là chỉ là bị quá đá thôi. Thành pho tượng mất rồi. Chắc mai mốt mình up rồng rác thì sẽ trông Iran như vậy á. Nhưng mà không biết màu sắc thì như thế nào ha. Tò mò quá. Thôi về nhà up trứng luôn đi. Hôm qua thì mình có thêm trứng rồng Thunderum á. Anh thử ra bữa nay mình sẽ up được một cặp luôn ha. Đầu tiên là Thunderum nè. Đấy, nhưng mà hiện tại đang thiếu nước hả? Chăm thêm miếng nước đi. Ấp cho chắc. Rồi, bên đây thì mình sẽ ấp trứng rồng red ha. Đó. Tò mò quá à. Không biết rồng red có màu sắc như thế nào ha. Hình dạng thì mình biết sơ qua. Tại vì mình thấy cái pho tượng rồng red ở trong cái ngôi đền rồi. Có vẻ đây là một em rồng cũng sẽ rất là ngầu đấy. Giờ thì chờ đợi thôi ha. Và trong lúc chờ đợi kiểu như là trứng rồng ấp xong á, thì mình sẽ ngồi mình chế tạo một ít cái món đồ liên quan đến phép thuật ha. Để coi mình sẽ cần có cây gậy. Gậy bên pháp sư chiêu hồn nè. Vậy là nó cần cái bột của tinh linh chiêu hồn. Tiếp theo là gậy trái đất. Mình cần bột tinh linh trái đất. Đó. Mình sẽ đi ra cái chỗ làm phép để mình biến những cái pha lê thường thành pha lê đúng hệ ha. Ví dụ như là mình muốn nó biến thành pha lê của hệ chiêu hồn đúng không? Mình sẽ cho vô đây. Pha lê của hệ chiêu hồn. Ủa, cái bột của hệ chiêu hồn chứ. Đấy. Nó sẽ truyền vô cái pha lê này và biến thành pha lê bên hệ chiêu hồn. Đó, pha lê bóng tối nè. Tiếp theo là pha lê hệ trái đất ha. Cho mấy cái bột trái đất vô. Cho một cái pha lê phép thuật. Vậy là chúng ta sẽ có được pha lê hệ trái đất. Vì mình mua mãi mà không có thấy pháp sư bán mấy cái gậy của hai cái hệ này á, nên tự chế tạo gậy phép rồi tự dùng luôn á. Đỡ phải mua, mắc ghét. Mua hoài mà không có bán cho người ta gì trơn à. À, que còn không chạy. Hết que luôn rồi. Hết que thiệt à. Để mình ra ngoài mình đốn khúc củi mình làm cái gậy phép cái đã. Đây. Đốn khúc củi này. Rồi. Làm cây gậy phép luôn. Một cây là của hệ bóng tối nè. Hệ chiêu hồn á. Một cây là của hệ trái đất á. Yeah. Giờ thì chịu khó mình luyện mấy cây gậy này cho nó lên cấp đi. Vì sách nâng cấp thì mình cũng có nha. Chỉ bây giờ chỉ tốn thời gian lê luyện nó thôi à. Và trứng rồng mình ấp ở trên này cũng đã ấp xong rồi nè. Giờ thì chắc mình sẽ cho hai em rồng này vào đội hình rồng của mình luôn ha. Hai em rồng mới tanh luôn. Quá trời đã. Đầu tiên là Thunderum. Đây là em rồng kiểu như có thể bơi được dưới nước á. Mình thấy khá là hay ha. Tại vì hiếm có em rồng nào mà kiểu như bơi được dưới nước lắm luôn ấy. Đây Thunderum nè. Đó. Cũng dễ thương ấy chứ. Rồi tiếp theo là tới rồng Red. Rồng này thì hơi lạ nè. Red. Để coi.
Coi kìa, cũng đẹp lắm. Em này màu hơi nâu nâu này. Wow, nhìn hơi bị giang hồ nha. Được 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 được, mình sẽ cho hai em này ăn mới được. Chia đôi phần ăn ra. Đây, mỗi em sẽ được cỡ 55 phần ăn đó nha. Tại vì bây giờ mình còn hai em này là chưa có lớn thôi á, nên ăn uống khá là thoải mái á. Chia đều ra thôi. Đây, Red ăn trước đi. Ui, cái tướng Red ngồi ăn cơ. Hơi bị ngầu luôn. Rồi 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 rồi, đội hình rồng mình sắp chào đón thêm một thành viên hơi bị chiến rồi. Nhìn cái tướng ăn này là biết sau này sẽ rất là chiến rồi. Tiếp tục đi. Wow, cũng khá là mau lớn đấy. Được, ăn nhanh chóng lớn nha cưng. Rồi, cái này chắc cũng cỡ 40, 40 mấy mới cưỡi được ấy. Mình đoán vậy. 36 rồi nè. Gán đi một xíu nữa là lên 40 rồi. 40 rồi nha. Cho cưỡi chưa? Ấy, cho cưỡi rồi nè. Cái cánh cũng đẹp nữa. Gồng chiến, gồng chiến. Ôi, 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 ôi. Hơi lắc, hơi lắc, hơi lắc. Cái vụ gì đây? Ủa sao đang bay mà bị cà giật vậy? À, có thể là do con rồng bên kia. Con rồng Red Dead bên kia chính là nguyên nhân ấy. Mỗi lần mà mình ở cạnh mấy con rồng Red Dead nè, rồng vua, là mình sẽ bị tình trạng giật giật như vậy á. Lạ ghê luôn á. Và nói chung thì rồng Red cũng rất là ngầu ha. Tướng coi kìa. Ngầu như... Okay. Còn về sức mạnh thì chắc phải từ từ đi khám phá. Có những trận chiến thật sự á thì mới biết được rõ sức mạnh như thế nào ha. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục nuôi nốt cái em rồng Thunder Room ha. Tại vì rồng Thunder Room vẫn chưa có lớn nè. Đây, mình sẽ cho rồng Thunder Room ăn để cho lớn chung với những người anh em khác ha. Thunder Room ăn mau lớn thiệt sự luôn á. Mới cấp 30 mà đã bự như vậy rồi. Rồi, dẫn cho lên 40 luôn ha. Rồi, 40 rồi đó. Cưỡi đi nè. Úi, văng game rồi. Phía bên kia có một con rồng hoang dã kìa. Đây là chắc là bài test sức mạnh của rồng Red thôi. Để mình giữ khoảng cách cái đó để mình tấn công cho nó dễ. Đây, đây tới đó. Một hit. Hai hit. Ba hit nè. Bốn. Năm. Ui, nó bay né rồi. Trời ơi, mới tấn công 5 hit mà nó né được rồi. Ui, nó đang hoảng loạn, nó không biết ai tấn công nó. Mình đứng xa mà, sao mà nó biết được. Đấy, không quan trọng của việc. Ui, ui. Ui, nó nướng Red của mình rồi. Không. Không kịp. Cái con này. Mình sẽ kêu Phượng Hoàng Lửa ra để Phượng Hoàng Lửa tấn công cái con rồng khốn kiếp này. Đồng thời mình cũng sẽ tấn công nó bằng mấy phép băng của mình. Sử dụng băng để đóng băng con rồng lửa này. Khốn kiếp thiệt. Mới ra trận thôi mà rồng Red của mình đã bị con rồng lửa này bán hành rồi. Bực thiệt sự luôn. Tưởng chiến này cho rồng Red lập công rồi. Ai dè rồng Red đi luôn à. Đen đôi đỏ quên đi. Trời ơi, rồng Red chưa đủ thời gian để hồi sinh lại. Đây, hình như giờ chắc qua 5 giây rồi đó. Kêu rồng Red ra lại coi. Tội nhỏ thiệt chứ. Đấy, tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách đấy. Chỉ cần để cho mấy con rồng kia nó phát hiện thôi là những em rồng của mình ấy sẽ bay hơi trong gang tấc à. Đó là lý do mình rất ít khi mà dám cho rồng giáp lá cà ha. Cũng rén lắm. Ồ, bên đây là có chỗ của rồng Night Stalker nè. Thôi, chiến rồng đó mình có rồi. Giờ thì chỉ mong là gặp được trứng rồng Night Fury thôi. Tại vì Night Fury có tới 3 dạng lận. Một là dạng thường, hai là dạng nâng cấp thành Night Fury lửa, ba là dạng nâng cấp thành Night Fury nước á. Mình thì còn thiếu hai dạng nữa ha, nên phải ráng tìm thêm trứng mới được.
Ồ, bên đây nó có một cái chỗ rương nè. Mình sẽ vô để cho rồng mình đánh với mấy tên pháp sư này ha. Ui da, 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 da. Ui, bị cái giật ơi. No, 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 no. Trời ơi, nguy hiểm vậy. Nè, nè, nè. Pháp sư nè. Này, pháp sư. Ui, quýnh đạo thế. Pháp sư nè. Bữa nay là cho rồng mình tấn công luôn á. Mình thì chỉ cần điều khiển ra lệnh rồng thôi. Một hit nữa. Đánh bại liền. Rồng Red mình cũng khỏe đấy. Nhưng mà có điều do cấp thấp á, nên thành thử ra máu và lượng sát thương vẫn chưa có gọi là mạnh nhất ha. Còn giờ thì lút đồ thôi nào. Nó cho mình một cái cọng dây chuyền. Ồ, tức là những cái con mà đánh cận chiến tấn công mình thì có 15% cơ hội dịch chuyển tới một cái nơi gần đó á. Kiểu như là nó quýnh mình một khác là nó sẽ bị dịch chuyển tới một nơi khác á. Cũng hay, cũng hay. Được đeo vô luôn. Đây là một vật phẩm kiểu như là bổ trợ khá là tốt á. Để mình chữa thương cho rồng Red cái đã. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá á. Vì mình thấy kế bên đây nó có ngôi làng hay sao nè. Nhìn thấy cái nhà thờ đẹp quá trời nè. Đúng không? Ủa, đây là một ngôi làng thiệt. Làng hơi bị bự luôn. Wow. Có nhà thờ bự to đùng. Và có nhà thờ rèn thì chắc mình sẽ ghé qua thử. Hên xui, thử nhân phẩm nào. Có gì nào? Cái bùa kháng độc. Ok. Lụm luôn, lụm luôn. Kháng độc mình chưa có phép nào kháng độc hết á. Nên mình tốt nhất là nên giữ cái bùa đó ha. Rồi. Ồ, cái làng này còn có chỉ đường luôn này. Onate. À, hình như nó chỉ mình qua một cái ngôi làng gần đây hay sao á. Vậy là chắc gần đây nó có ngôi làng Onate hay sao nè. Cũng nhiều lần mình kêu Phượng Hoàng Lửa ra mà mình cảm giác Phượng Hoàng Lửa không có mạnh lắm nha. Đấy, các bạn thấy đấy, Phượng Hoàng Lửa phun lửa mất máu kiểu từ từ không à. Phun tầm 5 giây cái nghỉ mệt, cỡ 2 giây rồi mới phun tiếp á. Khổ thân Phượng Hoàng Lửa. Và phun được cỡ 3 lượt như vậy á. Ồ. Nhưng mà không sao, mình có thể tối ưu lượng sát thương bằng cách triệu hồi nhiều Phượng Hoàng Lửa cùng một lúc á. Light Fury. Mình thấy Light Fury bay ra từ hướng này. Có lẽ nào. Chính xác rồi, đây là tổ của Light Fury. Kể không tìm được tổ của Light Fury thì tìm được tổ Light Fury cũng ok luôn. Nhân phẩm cao. Thôi chuồn em ơi. Quá may mắn luôn. Có được trứng đồng Light Fury rồi. Quá đã. Cạnh đây nó còn có công trình gì nữa. Ủa, cái này giống như cái đầu lâu của con quái vật gì to lắm. Wow, cái đầu lâu gì mà bự vậy. Cái đầu lâu siêu khủng luôn. Wow, to thật sự ấy. Không biết đây là đầu lâu của con gì ha. Tò mò ghê luôn á. Nếu mà cái đầu nó bự như vậy thì không biết cái mình nó bự cỡ nào nữa. Quá khủng khiếp luôn. Đi chỗ khác. Ủa sao. Ủa, pháp sư này miễn nhiễm với phép đóng băng rồi. Ôi. Đấy, bây giờ mình ghét mấy bầu phù thủy này gì đó. Miễn nhiễm phép đóng băng mình hết trơn rồi. Dùng hổ đèn đi. Dùng hổ đèn mà chơi. Đây có rương không? À, trong đây có rương. Để mình vô mình lấy cái rương trước đã. Rồi, không có sách luôn à. Sách học rồi nữa. Xin đây, cho một cái cuốn sách mới đi. Một cuốn thôi cũng được. Không cần nhiều. Cho cuốn sách mới. Trời ơi, sách cũ luôn á. Ngại gì mà toàn sách cũ không à. Bữa thì cho cái đống sách mới, học không hết luôn. Bữa thì cho toàn sách cũ thôi. Wow thiệt. Mình sẽ cho Phượng Hoàng Lửa ra xử lý mấy bầu phù thủy này. Wow lắm rồi. Mình sẽ lo việc của mình. Bên đó cho Phượng Hoàng Lửa xử mấy bầu phù thủy đây.
Rồi vô đây cho sách nha. Ồ nhà này không có sách, không có rương để lấy sách luôn. Sao ngày nào cũng tìm được làng phù thủy mà bữa hên bữa xui, không hiểu luôn. Hết rồi. Sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì ít ra mình cũng có thêm một trứng rồng mới á. Mà đặc biệt hơn, đây là trứng rồng của Night Fury cơ. Sắp tới Night Fury của mình có, sắp có crush rồi. Trời ơi, đã nha. Night Fury sướng rồi đó. Còn mình sẽ mở thêm mấy cái rương này coi. Cho đồ gì đây? Một cái kiếm. Cái kiếm này tới 23 sát thương lận. Và nó sẽ làm cái địch bị trúng độc trong 2 giây á. Wow, ghê vậy. Và nó còn có thể gây chảy máu nữa đấy. Quá dữ luôn. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm thêm được nhiều trứng rồng Night Fury hơn nè, để mình thực hiện cái kế hoạch, đó chính là sở hữu bộ ba Night Fury ha. Hy vọng chúng ta sẽ sớm thực hiện được điều đó. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày khám phá khá là may mắn. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.